Hôm nay cả nhà nhé, hôm nay quay nhanh để tí nữa là em đi ăn đại đoàn kết của trong bản. Đấy. Thì hàng thì vẫn hôm nay đợt này vẫn lấy được thêm một ít nữa cái hàng hiếm này. Gọi là mọi người chắc hôm nay là hết rồi. Nhưng hôm nay là chỉ còn có 2 4 6 8 10 12 13 hình thôi cả nhà nhá. Đó là kiếm bạch ngọc. Em nói thật mọi người sưu tầm đi. Chơi cái loại này rất nhiều bác là chưa có, mọi người cứ sưu tầm cái thằng này về chơi thơm mà mặt hoa nó sướng lắm. Nói chung là chơi cái này mọi người phải, em bảo cái gì em tư vấn được cho mọi người chơi loại gì nó dễ và nó hay, nó ra hoa thơm mà nó nhắn trắng còn hơn cả ngọc trinh đấy. Ngọc trinh chưa là cái gì cả nhà nhá, gọi là kiếm bạch ngọc nhé cả nhà. Đây mặt bông kiếm bạch ngọc đây, rất tuyệt vời, rất mong là cô chú cùng toàn thể gia đình mình xem video thì cho em xin một nút đăng ký kênh và cho em xin một nút like động viên em Cường nhé cả nhà nhá. Thì sau cái video này nếu mà chờ mà tại vì hàng nó lại đang trên đường về, nó là những cái tác phẩm củ chè, nếu mà về kịp mà em có thể quay được cho mọi người, em phân chia mà lúc đấy em về rồi em quay được cho mọi người thì em sẽ ghép vào cái video này để mọi người sưu tầm cho được nhiều hơn cả nhà nhá. Rồi em xin phép và đi vào chi tiết từng đơn. Vẫn là những cái giò hoàng thảo môi tua, những này thì em ghép và em đã lên giò như này rồi, có nghĩa là qua khâu tay em Cường xử lý rồi thì mọi người yên tâm về cứ chỉ việc là chăm thôi. Một tuần phun cho em cái thằng B-Rot một lần, pha với B1 một lần và chống thối cho em một lần, thế là ok cả nhà nhé. Và tưới nước thường xuyên. Hình số 17, 130.000 hoàng thảo môi tua ghép lên ngon lành cành đào cho mọi người rồi nhé cả nhà nhá. Hình số đây là thân ngắn, hình số 15 130.000, hình số 15 cũng 130.000. Yên tâm mọi người. Còn cái việc mà ví dụ mới ghép lên mà nó bị xuống một hai lá vàng lá cái kia là nó là chuyện bình thường, hết sức bình thường của dòng lan rừng cả nhà nha. Hình số 16 cũng 130.000, rất tuyệt vời cho cả nhà. Đấy. Rất tuyệt vời, 130.000. Rất là thích hợp cho các bác bắt đầu vào trải nghiệm chơi lan rừng. Một cây dáng bonsai nữa, nó là chè rừng và chè đá. Cái này thì thưa với cả nhà, nó có quả này, có quả có hoa và lá này thì sao với uống nước chè là bình thường. Nhưng mà thường các bác chơi này thì mọi người uốn nắn, gọi là thỏa sức đam mê, thỏa sức chơi bonsai thì nó sẽ đắt hơn. Nó thật ra là nó cũng nó thuộc dòng cây hàng rừng nhưng mà chơi nó sướng, là nó là rêu phong này, rêu nó bám này, nó rất nhìn có nghĩa là rừng rú ấy cả nhà. Đấy. Cái này thì về mọi người cây nó rất dẻo, mọi người uốn theo thế nào thì uốn. Và có những cái củ thì mình nay mai mình bới ra để mình bắt đầu là mình chơi củ nhé cả nhà nhá. Cái này về vẫn ngâm dễ bình thường cho em, tại vì cái hàng này là hàng mới, đâm ra là em vẫn phải video nào em vẫn phải nói cách chăm sóc và cách trồng loại này thì nó dễ, kiểu như là mọi người đính vào những cái tảng đá các thứ, ví dụ có cái hòn non bộ ở ngoài ấy, mọi người đính vào cũng chơi rất tuyệt vời, hoặc là trồng ở chậu cao nha. Chè đá có một hình, hình số 24, 100.000. 100.000 cả nhà nha. Củ chè đá rất rêu rất đẹp nha cả nhà nha. U lồi thì em cũng không nói nhiều nữa, nhưng em khuyên mọi người là nên mua mua chơi ngày Tết nứt nụ nụ rồi nha cả nhà nha, nứt nụ rồi chơi ngày xuân. Và cái này như cái này em là ghép cho mọi người là một cân này. Đấy, coi như là em bán với giá hàng cân nhưng mà em cắt tỉa và cái hai này em ghép và xử lý giá thể mọi người về cũng chỉ việc là chăm qua hai cái khâu như thế cho em. Hoàng thảo u lồi hình số 23 260.000. Cái này những cái thân tơ này khi mà nó về bắt đầu nụ nó to lên, nó gai ra, gai nụ ra thì mọi người chõe ra để chơi cả nhà nhé. Đừng có bó này, đây bó em bó cho nó gọn thôi. Còn dưới này em trồng toàn bộ là bằng cái que tăm xiên thịt như này. Đấy, mọi người đừng nên dùng sắt các thứ để khi trồng lan cả nhà nhá. Hình số 23 260.000. Còn những cái giò mà mọi người có thể đặt nhé cả nhà nhá. Đặt em ghép và em xử lý đây. Nụ nó thế này rồi. Thời điểm này em khuyên mọi người nếu đã thích chơi hoa u lồi ngày Tết thì mua thời điểm này là thích hợp nhất.
tại vì nụ bắt đầu nó bằng cái hạt gạo, thế rồi đi yên tâm. Còn em mai mà nó dài thêm một tí thì đi nó hay bị gãy cả nhà nhá. Cái giò này to nhất, giò này nó rơi vào gần 2 cân, 2 cân lan đấy nhá cả nhà nhá. Hình số 21 400.000, có nghĩa là 1 cân 7, một cân 7 đấy, 1 cân 7 ghép lên này. Đây thân tơ này, đây thân tơ này, tơ thể tơ tơ đấy, mua không đấy, không 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 nói nhiều, mọi người cứ yêu quý thì mọi người mua thôi. Để chọn mua cái gì cũng mọi người thấy mua, kể cả mua con giống cái thứ mọi người phải chọn thời điểm mới là cái là yếu tố quan trọng với cả nhà nha. Chọn thời điểm mua mới là yếu tố quan trọng. Hình số 22 350.000, hình số 22 350.000. Đây, tổng thể một giò đây. Đấy. Ghép rất ok, rất chuẩn mực cho mọi người nha. Chuẩn như cơm mẹ nấu. Rồi, tiếp tục phi điệp vàng. Còn một hình duy nhất tươi vừa về đây, hình số 19 200.000. Đấy, các bác nhìn cái lá, các bác biết là hàng nó như nào. Đấy. Về không mất kỳ, không phải bỏ bất kỳ một tí nào đâu cả nhà nhá, cứ thế mà ghép, cứ thế mà chơi thôi nhá cả nhà nhá. Xử lý xong bắt đầu ghép chơi cho em nhá. Đây là toàn bộ những cái dòng những cái thân cho em chọn nhá cả nhà nhá. Kiếm bạch ngọc tuyệt vời. Mua mua và mua để sưu tầm, lấy giống thôi cả nhà nhá, lấy giống thôi. Hình số 13 150.000. Em không phải nói nhá, có nghe mọi người mà trồng cái thằng này lên ấy, ngày mai một nguyên một cái hình này mọi người trồng lên, nó giá nó sẽ gấp không biết bao nhiêu lần. Đấy, gấp 3 lần, gấp 4 lần, nó tùy thuộc vào lại từng thời điểm. Mà thời điểm đỉnh điểm điểm nhất bao giờ một cái cây lan có nó giá cao nhất là khi nó đang nụ và đang hoa cả nhà nhá. Hình số 13 150.000. Hoàng thảo mới tua. Đây, bác nào mà tự thích về tự tay mình trồng, tự tay mình chăm sóc, tự tay mình lại tạo lên một cái giò lan cho mình chơi thì mọi người mua cái hàng cân như của em đấy nhá. Hình số 20 130.000, hình số 20 130.000 tuyệt vời nhá. Kiều vàng dòng size gọi là size 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 lùn đấy. Kiều lùn đấy, gọi là kiều lùn đấy. Đấy. Dòng size ngắn này. 150.000, hình số 14 150.000. Không mua thì hơi phí. Hoàng thảo môi tua. Hình số 27 cũng 130.000, 130.000 cả nhà nhá. Đấy. Em thì cứ hay chia nhỏ nhỏ, mọi người đừng có thắc mắc tại sao em cứ chia nhỏ cứ hơn trăm mấy 200 các thứ để cho em, thì chủ yếu đánh vào các bác khách hàng mới bắt đầu chơi lan đấy. Đấy, thì bác vừa có đủ tiềm năng kinh tế để mọi người chơi, và hai là nó nhẹ nhàng tình cảm, không chọn những cái giò to quá. Hình số 18 hoa giáng hương tam bảo sắc dòng lá xếp của dù, hình số 18 250.000, 250.000 chọn được một hình nữa cho mọi người. Hoàng thảo môi tua hình số 26 cũng 130.000, 130.000. Ghép được hai giò to hoặc chơi giò khủng để ghép lúa thì một giò như cả nhà nhá. Kiếm bạch ngọc hình số 6, à hình số 6 150.000, hình số 6 150.000. Nên sưu tầm, nên chơi một không có nhiều thì thôi, nhưng mà cũng em đây tách đã tách nhỏ lắm cho mọi người rồi đấy. Có 150.000 thì mọi người mua một cái cây giống này về chơi thử xem. Chơi đẹp mà nó thơm cực kỳ luôn, đặt bàn uống nước thì gọi là quá tuyệt vời luôn. Hình số 8 có 150.000, hình số 8 150.000. Kiếm bạch ngọc nha cả nhà nha. Cái này thì trồng vỏ thông vụn và trộn em một, còn nếu mà bác nào ấy mà trộn một ít đất thôi nha, đừng cho nhiều. Một ít đất và một ít đá thâm thủy hoặc đá đá bọt cả nhà nha. Hình số 7 150.000 và vẫn dùng kích rễ các thứ bình thường cả nhà nha. Vẫn mua cái loại bi rốt về ngâm, ngâm cái bộ gốc để bắt đầu, nhưng mà đừng có vùi hết gốc, chỉ vùi đến cái thân này thôi nhanh nha. Hình số 7 150.000. Hình số 9 cũng 150.000. Kiếm bạch ngọc. Tuyệt vời không cả nhà. Lô này chắc lô này còn lô này nữa là hết rồi cả nhà nhá. Còn lô này hết, bác nào tận dụng thì bác ấy thích thì chơi cả nhà nhá, không phải lăn tăn. Đấy, hoa đẹp như này thôi, trình nguyên này cơ mà. Đấy. Ngọc trinh là cái gì cả nhà? Đấy. Cực phê luôn.
Hình số 12 có 150.000, hình số 12 150.000. Mà nó lại hay một cái là nó cho hoa cái đợt đợt tầm tháng gần cuối tháng 10 ấy cả nhà. Bây giờ nó vẫn còn lác đác những cái hoa này cả nhà này. Nó cho hoa vào cái tháng và những cái dòng lan rừng nó hiếm hoa. Thật ra nó cũng lại có thêm một cái tí gọi là giá trị về cái như thế. Cũng không khác gì nhạn tháng 8 ấy. Nhạn tháng 8 thì có mới cuối tháng 8, nhạn tháng 8 nó nửa tháng 8, đâm ra giá trị nó lại cao hơn. Hình số 1, 150.000. Ví dụ nhạn tháng 8 so với nhạn tháng 4, hoa nó có khác gì đâu. Nhưng mà tháng 4, tháng 5 ấy, thì nó là đang rộ tất cả các loại lan rừng ấy. Nhưng mà nó hiếm, tháng 8 thì lại chả còn ông nào nở nữa, đâm ra nó lại, giá trị nó lại ở đấy nhé cả nhà nhé. Hình số 11 cũng 150.000. Hình số 11, 150.000. Kiếm bạch ngọc. Hình số 10 cũng 150.000. 150.000. Đấy. Em cứ chia mọi người cho mọi người sưu tầm cho dễ. Hình số 9 cũng 150.000. Nói chung là thôi, có bác nào mà chưa có điều kiện thì nhịn mấy bữa ăn sáng là được một cái giò lan bạch ngọc để chơi cho mà có gì đâu. Hình số 5 150.000. Tinh khôi nhé cả nhà nhé. Hoa trắng tinh khôi. Năm kinh trắng đấy. Gọi là năm kinh trắng đấy. Hình số 4 cũng 150.000. Hình nào cũng như hình nào em cũng chọn tương đương giống nhau. Và cái thứ hai là cây thì nó tươi, quá tươi, nó còn vừa về đấy. Hình số 3 cũng 150.000. Hình số 3 cũng 150.000. Hình số 2 cũng 150.000 cả nhà nhá. Hết đấy, có 13 hình hôm nay. Mọi người tận dụng cả nhà nhá. Trường hợp mà tí nữa mà về kịp về chè thì em lại quay chè cho mọi người. Rồi, em mời mọi người qua cái hàng đặc sản nhà em nhá. À, em cũng nhắc một tí, cái chè của nhà em ấy, cái chè đội 2 của nhà em uống cực kỳ ngon. Bác nào mà có ý định mà muốn mua về mà tặng biếu quà Tết cân chè thì mọi người ủng hộ em nhá.